Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Hiện tại là phiên buổi tối ngày 20 tháng 4 năm 2020. Chúc các bác có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Và các bác đến nhà xem hàng thì hỏi đến địa chỉ là kho lương thực Gia Lộc hoặc là ngã ba Gia Lộc. Nhà em thì ngay ngoài mặt đường cũng dễ tìm đấy ạ. Như hôm nay thì video nhà em thông báo là chiều nay thì cập bến thêm một lô hàng rừng cũng như là những cái mặt hàng thuần ấy, số lượng rất là nhiều. Và thực ra là bây giờ thì hàng đã về rất là nhiều để phục vụ quý cô chú anh chị rồi. Mình có thể là ở nhà đặt hàng với bên em ship hàng toàn quốc nhé. Tuy nhiên thì tất cả những đơn giá mà em báo trong video là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Khi các bác nhận hàng thì phải thanh toán thêm một phần tiền cước phí. Cái này là do bên bưu điện tính và nó có bảng cước chung của bên bưu điện rồi ạ. Đó, hàng về đều là những mặt hàng rất là tươi mới và rất là đẹp luôn. Hàng về số lượng rất là nhiều và rất là mong sẽ nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ạ. Và sau đây thì em sẽ đi nhanh qua những cái mặt hàng mà trong phiên tối ngày hôm nay để các bác đặt hàng. Và ngày mai thì em sẽ chuyển đơn hàng này cho các bác đi buổi sáng, đóng hàng và chuyển đi cho mọi người nhé. Dạ, trước tiên thì em vẫn luôn giới thiệu các bác những cái dây hoa tử đằng. Nói chung là hàng này thì nhà em vẫn sẵn có và cung cấp cho mọi người nhé. Hàng này thì em sẽ nói chi tiết hơn số phút để các bác hiểu thêm về cái dòng hoa tử đằng này. Dòng này nổi tiếng ở bên nước Nhật và đặc biệt là người ta thường trồng ở những nơi mà để mọi người để có thể tham quan và chiêm ngưỡng ấy, để chụp ảnh ấy. Đó chính là dòng hoa tử đằng dây leo và hoa màu tím rất là đẹp. Những cái cuộn vòng này dao động trung bình tầm 3 mét, trung bình tầm khoảng 3 mét, có cuộn thì nó dài hơn, cũng có cuộn thì nó cũng gần gần như thế. Nói chung là em ước chừng trong khoảng vậy. Và có loại cuộn to và cuộn vừa hơn. Cuộn to bán 300.000, còn cuộn vừa hơn nhỏ nhỏ thì bên kia thì là 250. Hàng đang lên đi ngọn rất là khỏe. Hàng này chủ yếu về các bác trồng dâm vào đất này, và những cái mầm này nó sẽ lên này và nó leo vào những cái giàn của các bác. Mình trồng ở sân vườn hoặc là ngoài cổng cũng được, làm giàn rất là đẹp. Và em xin báo giá lại nhé, có cuộn 300.000 và loại 250.000 một cuộn ạ. Và em xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng những vẻ đẹp rất là đẹp, thuần khiết của dòng hoa tử đằng này. Và điều ý nghĩa hơn là hoa tử đằng này nó còn tượng trưng cho tình yêu bất diệt đấy ạ. Đây là những ý nghĩa rất là cao cả của dòng hoa tử đằng, rất là đẹp, màu tím đấy ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ đi qua những mặt hàng thuần nhé, mặt hàng thuần trước, còn những mặt hàng rừng thì em sẽ quay phía sau, những phía sau. Còn hàng rừng thì nhà em vẫn sẽ đang đặt hàng để về thêm những mặt hàng rừng mới. Đấy, tuần này cái dịch Covid nó vẫn đang sắp tới cũng sẽ tiêu tan rồi ấy, thì xe cộ đi lại sẽ tận tiện hơn thì sẽ tiện đường em về hàng hơn. Chứ còn bây giờ nói thật, để nhập được những cái lô hàng này cũng rất là chật vật luôn các bạn, rất chật vật trong cái đường xe pháo luôn, về tìm xe rồi các thứ rất là khó. Đấy, em sẽ quay qua mặt hàng thuần đầu tiên. Thôi mặt hàng rừng đi, hôm nay em quay hàng rừng luôn đi. Hàng rừng hôm nay thì có một số loại như sau. Vừa về bổ sung một lô hoàng thảo trúc đen. Phải nói là lô trúc đen hôm nay thì rất là nhiều lá và đẹp nhá. Như hôm qua thì em có một nợ đơn một số khách ấy, và em cũng chưa dám là gửi đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàng trúc đen này nó còn lại nó hơi ít, hôm nay em bán thanh lý. Còn hàng mới về này thì em xin phép bán với giá là 230 một cân. Trúc đen hiện tại thì đang cái thời điểm mùa nụ của cây đâu nhá. Đây, cái cây của nó, cái nụ của nó như thế này này. Cây màu đen thôi, thân nó màu đen nhưng mà nụ của lại màu vàng rất là đẹp. Và hương thơm của dòng này thì rất là ngọt dịu luôn. Ở đây có một bông hoa trúc đen, em sẽ cấu lên cho mọi người xem này. Ôi, cái này thì nó bị tàn hoa mất rồi, không nhìn rõ. Đây, hoa màu vàng, cánh nó chưa nở hết nhưng cánh sáp nhé. Cánh sáp rất là đẹp. Loại này thì rất là sai hoa. Và em xin phép bán với giá là 230.000 đồng một cân nhé. 230.000 đồng một cân. Mặt hàng tiếp theo, mặt hàng thứ hai xin giới thiệu các bác, hàng vừa mới về của ngày hôm nay mà đang làm mưa làm gió trên thị trường, đó chính là hoàng thảo diệp cách. Hoàng thảo diệp cách hay với tên gọi khác là hoàng thảo điện biên đông. Hàng này thì là hàng nó từng khóm từng rề như vậy này, về các bác trồng vào chậu, chỉ cần một khóm này là các bác cũng đã được một cái chậu to rồi. Đấy, mình có thể lấy khóm to thì nó một chậu to, còn khóm vừa nhỏ các bác cũng đủ để sưu tầm một cái dòng này. 100% là hàng thân tơ nhá, hàng đang xuống lá và chuẩn bị xưng tới là xưng nụ để chơi hoa. Và điều đặc biệt hơn là loại này không chỉ là nó xuống lá, nó chuẩn bị... đây cái nụ của nó này các bác nhìn. Cái riêng cây này nó nụ đã hơi sưng sưng to đấy, sắp tới được chơi hoa luôn. Và điều đặc biệt hơn đó chính là cái mầm gốc của nó lên khóa rất là khỏe luôn. Dòng này rất là dễ trồng.
Và loại này thì em xin phép bán với giá là 270.000 đồng một cân nhé. Đây cũng là một cái dòng hoa màu vàng, và riêng cái dòng này thì cánh nó bầu hơn, cánh nó bầu bầu tròn tròn ấy, rất là xinh. Đây, đây là có những một số kỹ hình ảnh của dòng hoàng thảo diệp cách để mọi người có thể chiêm ngưỡng này. Đó, cánh bầu tròn rất là đẹp. Đó, rất là siêng bông nhá các nhá. Rất là sai hoa luôn. Đấy. Mình không chơi thì chơi hàng gì đúng không ạ? Đấy, hàng rất là đẹp. Tiếp theo thì em chuyển sang cái dòng Vanda. Đây là Vanda rừng nhá các nhá. Vanda rừng thì bây giờ em còn một số ít thôi, và hiện tại thì hàng cũng đang có nụ này. Đó, hàng đang có nụ. Vanda này thì cũng là cây lá xếp ấy, cũng là cây lá xếp nhưng mà cũng cả xếp lưng xếp về. Em bán với giá là 130.000 đồng một cân. Và tiếp theo hôm nay một cái mặt hàng mà về số lượng nhiều, bởi vì hôm vừa rồi là cũng nợ đơn một số khách nữa, đó chính là cái dòng hoàng thảo Henry. Đợt này thì cái hàng hoa màu vàng nó đang lên ngôi, bởi vì rất là nhiều những mặt hoa màu vàng hôm nay có, như là trúc đen này, Henry này, rồi là diệp cách này. Đó, cũng là những mặt hoa màu vàng rất là đẹp và rất là tươi. Đó. Henry hôm nay nhá, hàng rất là về, rất là tươi giói này. Một số cây nó đang xuống lá rồi. Đó, đang xuống lá và sắp tới sẽ được chơi hoa luôn các bác nhá. Hoàng thảo Henry. Loại này thì mỗi lần về thì em chỉ có tầm khoảng chục cân thôi, nhưng mà hôm nay rất là may là dân người ta khai thác ở trong khu vực này thì được nhiều hơn, nên là thừa sức các bác đặt đơn thoải mái để trả đơn cho mọi người nhá các bác nhá. Đấy ạ. Hàng về rất là nhiều và chưa thể dỡ ra. Hoàng thảo Henry này thì em xin phép bán với giá là 250.000 đồng một cân. Và đây là những hình ảnh của dòng mặt hoa của hoàng thảo Henry ạ. Dạ, đây là những hình ảnh của dòng hoàng thảo Henry này. Hoa của nó màu vàng và cái cánh bông nó khác, rất là khác, rất lạ này các bác nhỉ. Đó, rất là đẹp nhá, màu vàng tươi. Hàng này thì cũng hiếm có nhá, rất là ít có khi có đấy ạ. 250.000 đồng một cân. Đấy, đây là dòng hoàng thảo Henry. Đấy, toàn bộ cái lô hàng hôm nay vừa mới về, chứ không phải hàng cũ đâu, hàng cũ nhà em bán thanh lý hết rồi. Và tiếp theo một cái mặt hoàng mà chỉ cần một cái khóm nhỏ thôi mà cái hương thơm của nó đã tỏa ngát cả khu vườn, đó chính là cái dòng hoàng thảo trúc ngọc. Cây thì đây nhá, tình trạng cây này em sẽ ước chừng luôn cái bàn tay của mình để một số bác hình dung được cái cây này nhá. Bản chất của cây này thì nó chỉ rơi tầm khoảng 20 đến 30 cm thôi, nó không dài đâu. Đây có cả cái khóm ngắn thì nó chỉ ngăn ngắn tầm khoảng 1 gang đến gang rưỡi, 2 gang thôi. Nhưng mà cận thân của nó thì nó cũng không quá mập. Đó, đây bản chất của dòng này nó là như thế. Đó. Đây là em ước chừng cái bàn tay nhá, nó chỉ tơi được thôi, trung bình tầm khoảng một gang tay thôi. Đó. Và cái hàng này thì hàng mới về, nó rất là nhẹ cân. Một cân của nó thì các bác sẽ được một cái giò to, còn nếu mà bột đủ một cái giò vừa nhỏ thì các bác có thể lấy tầm khoảng nửa cân là có một cái giò trúc ngọc rất là đẹp rồi. Hàng hiện tại thì đang có hoa và một số cây thì đang nụ, nhưng đa phần thì đang có hoa rồi. Và các bác về, thứ nhất vừa có thể là thưởng thức được cái hương vị của dòng này luôn, và thứ hai là trồng để chăm những cái mầm gốc ở phía dưới sắp tới này. Đó, nó cũng có những khóm to, khóm nhỏ. Đấy, hàng trúc ngọc này rất là nhẹ nhá, có thể lấy từ nửa cân là được một giò đẹp rồi. Trúc ngọc thì em xin phép bán với giá là 250 một cân. Đấy ạ, em sẽ đi ra bên đây, có cái giò trúc ngọc này. Cái này không phải ghép mà chỉ gọi là cắm lên, cắm tượng trưng thôi. Hoa rất là sai hoa và rất là đẹp. Đó, 250 một cân. Giò này trông vậy thôi, nó cũng nhẹ thôi ạ, chứ nó cũng không nhiều đâu. Em có một chút hương vani, nhưng hôm trước thì em cũng có nhận đơn một số bác nhưng mà chưa gửi hết ấy, thì không biết là còn hay không. Nhưng mà em cũng đăng lên để cho mọi người biết được tình trạng cây nhé. Hàng rất là tươi, 250.000 đồng một cân, hoàng hương vani. Em có một cái rề hoàng thảo trúc đen này. Hoàng thảo trúc đen, đấy các bác đã nói về cái độ trúc đen thì nó sai nụ như thế này này. Đấy, có nguyên một cái rề này nó rất là nhiều nụ, rất là sai hoa luôn. Đó, hàng rất là đẹp. Đấy, có một cái rề rất là nhiều lá và nhiều nụ này. Đó, cái rề trúc đen này thì em xin phép bán với giá là 350.000 nhá. Cái rề trúc đen này. Đó, úi dồi ôi, nụ của nó này. Cái này sắp tới nở hoa thì tuyệt cú mèo luôn các bác. Đó, đó một rề này 350. Hôm nay thì em về một lô mạc thu. Đấy, mạc thu 120.000 đồng một cân nhá, mạc thu. Đấy, địa lan mạc thu ạ. Một dòng địa lan cũng khá là quen thuộc. Và một cái mặt hàng mà được các bác ưa chuộng vào những cái thời điểm dịp Tết và giá thành rất là cao, đó chính là dòng bạch ngọc đuôi công. Tuy nhiên thì bây giờ nó cũng qua mùa hoa rồi, giá thành nó cũng giảm nhiệt hơn một chút. Và bây giờ thì hôm nay chỉ về có tầm khoảng gần chục cân thôi. Đó. Bác nào ưa chuộng cái dòng bạch ngọc đuôi công với mặt bông to và rất là sai hoa này thì đặt hàng ngày hôm nay luôn nhá. Chỉ với giá là 290.000 thôi ạ. Cái này Tết toàn 350 đến 400.000 thôi. Số lượng hôm nay nhà em chỉ có tầm khoảng 9 cân thôi. Và cái mặt hàng mà em cũng muốn giao lưu các bác
Đó chính là dòng Đai Châu rừng bóc trụ. Hàng này em đặt cũng lâu rồi ấy, nhưng mà mãi mới kiếm được xe để gửi hàng ấy. Và hôm nay thì hàng đã về đến nhà rồi. Đó. Và hàng hôm nay thì cái số lượng cây trong một cân thì em thấy lô đợt này cây khá là to. Nó có thể là rơi tầm khoảng 3 đến 5, 6 cây một cân đấy ạ. Hàng rất là đẹp. Nói chung là hàng Đai Châu lô đợt này thì em thấy là cái bản lá nó cũng khá là dày dặn. Nó to đẹp. Đó. Nguyên lô đấy các bác nhé. Đó. Đai Châu bóc trụ này thì cây to. Thì em xin phép bán với giá là 630.000 đồng một cân. 630.000 đồng một cân. Hàng Đai Châu rừng bóc trụ. Hoa Đai Châu thì nở hoa vào thời điểm mùa xuân nhé. Nở hoa vào thời điểm mùa xuân. Và một ở trong miền Nam thì nó còn nở hoa vào dịp Tết cả. Đấy, nghinh xuân. Đón hoa vào một thời điểm mùa xuân, nghinh xuân ngọc điểm, nó cùng là cái tên gọi của dòng Đai Châu rừng bóc trụ này. Và cái màu hoa chủ đạo nó vẫn là cái màu hoa trắng đốm tím ạ. Còn Đai Châu Thái thì nó sẽ có nhiều màu hơn. Đó. Đây là toàn bộ lô Đai Châu để cho mọi người xem nhé. Đó. Hàng vừa mới về chiều hôm nay ạ. Và mùa này thì các bác ghép Đai Châu thì quá là tuyệt vời rồi. Mình có thể là mình về mình ghép vào trụ. Đó. Những cây Đai Châu này dễ thì nó cắt tỉa khá là gọn gàng. Về ngâm kích dễ rồi mình ghép vào trụ. Đó. Toàn những cái cây to thôi. 630.000 đồng một cân. Phần tiếp theo thì em chuyển sang mặt hàng thuần nhé. Hàng thuần nhà em có thứ nhất là Đai Châu hồng cánh sen. Những cây hồng cánh sen này thì cây nó cũng nhỏ, cây nhỡ nhỡ rồi ạ. Đây, những cây nhỡ nhỡ này. Đấy, một gang, đây, trung bình trong khoảng này. Đấy, ước chừng cái bàn tay của mình. Đấy, 230 một chậu, lấy từ 3 chậu tính giá 220. Còn nếu mà lấy một cặp là 450 nhá. Tiếp theo là những cái chậu Dendrosun. Dendrosun, những cái chậu hàng tuần rất là to này. Loại này em bán với giá là 250 một chậu. Hàng rất là khỏe và lên ki ở trên thân này. Và các bác lấy từ 2 chậu tính giá 240. Và nếu mà lấy từ 3 chậu sẽ giảm cho các bác còn 230 nhé. Bởi vì em xin thông báo là ngày mai sẽ về một lô hàng mới. Mai về sẽ nhặt cho các bác những cái hàng mới đi. Hàng mới luôn. Đó. Ngày mai thì về thêm một lô Dendrosun số lượng lớn với cả dòng vũ nữ cam lửa. Đấy, vũ nữ cam lửa. Và những cây Dendrosun này thì nó rất là nhiều màu nhá. Đây là những cái giống Dendrosun mà nhà vườn người ta lấy giống này. Vừa rồi nó có sổ ra một số mặt bông như sau. Đó, đây là những giống Dendrosun mặt bông rất là to. Bởi vì có những cái lô ấy, có những cây Dendrosun thì có những cái cốc hồi xưa em bán thì có những lô thì cây Dendrosun nó có cả mặt bông mini nữa. Đó, bông rất là to và đẹp nhá. Loại này thì nhiều màu. Và đây là cái dòng vũ nữ cam lửa, em chào hàng luôn cái mặt hàng này ngày mai thì hàng về. Đấy, vũ nữ cam lửa hay là vũ nữ mèo cam, nó là một tên gọi. Và hàng này là hàng hot, một dòng vũ nữ rất là hot mấy năm về đây, trước đây rồi ấy. Nó hot từ mấy năm trước đây và giá thành lúc đấy nó rất là cao. Còn lô đợt này nhà vườn người ta đang giải phóng để họ lấy giống mới ấy. Thành ra là em nhập được một cái mức giá nó rẻ hơn. Đấy ạ, đây còn duy nhất một chậu này thôi. Nhưng mà ngày mai sẽ về lô hàng nhiều ấy. Em sẽ lấy cho các bác những cái chậu đẹp hơn. Thật ra thì chậu nó cũng xem trong một chậu nó như thế này. Cũng nhiều thân, nhiều tép và cũng là cây trưởng thành, sắp tới nó cho hoa. Đó, một chậu vàng rực lửa. Và cái này để ở ngoài ánh sáng thì thôi rồi. Rất là đẹp. Vũ nữ cam lửa thì những cái chậu này thì em bán với giá là 150 một chậu nhé. Giá trước đây toàn 200 đến 250 đấy. 250, em thấy thị trường năm ngoái đã thấy bán ra cái dòng này toàn mấy 250 thôi. Đó, vũ nữ cam lửa đây. Hàng dòng vũ nữ thì rất là đẻ nhánh khỏe và ra hoa đẹp. Tiếp theo thì em chuyển sang cái dòng Vanda to. Nhà em thì với về buổi chiều nay thì cái dòng Vanda cây to này. Đấy. Chiều dài cây thì nó nói chung là nó dài lắm. Đây nó cũng phải rơi tầm gần hai găng tay của em rồi. Đó, cây này cây to cây khủng nhá nhá. Và mỗi cây như vậy em bán 150 một cây. Vanda này, Vanda bông to, nhiều màu. Dòng này thì dễ trồng, ra hoa quanh năm. Ra hoa quanh năm luôn. Và dòng dễ gió các bác về, thứ nhất là các bác có thể cắt tỉa bớt đi cái phần dễ thừa này, cho vào chậu mình trồng bỏ thông, không thì mình có thể là mình treo lên. Bởi vì dòng dễ này nó ăn sương ăn nắng cũng được. 150 một cây, lấy từ 2 cây tính giá 140. Đó, lấy từ 2 cây để giảm cho các bác chút tiền cước phí để bỏ công đóng gói ạ. Vanda nhiều màu nhá. Tiếp theo thì em vẫn có đó chính là những cái chậu cát lay da. Cát lay da này, cát lay da một lá và hàng bông đại nhá, hàng bông đại không phải bông mini đâu. Những chậu này thì nhà vườn đã thuần sẵn tại vườn rồi và rất là đi rất là khỏe luôn. Đó, rất là khỏe, đẻ nhánh khỏe. Đây. Hàng đây rất là nhiều luôn. Cát lay da thì mỗi chậu này em bán với giá là 220. Đấy, những chậu to khủng này thì thị trường đang bán với giá là 250 các bạn. Đây các bác nhìn này, thân mập khỏe và rất là nhiều thân. Đấy, rất là khỏe và đang đẻ nhánh này.
Về thứ nhất là các bác chỉ có việc treo này lên thôi. Còn nếu các bác cảm thấy là sau này cái chậu này nó nhỏ thì mình có thể sang chậu mình tách ra, bởi vì dòng cát này đẻ nhánh khỏe, đẻ nhánh rất là nhanh đấy ạ. Em bán với giá là 220.000 đồng một chậu nhá. Em còn một chút cái thanh đạm Bindo hàng thanh lý nhá. Thực ra thì cây của nó thì bình thường em bán với giá là 150 một cây ạ. 150 một cây, còn giờ thì cây nó hơi ít tép hơn một chút và lá nó hơi xấu một chút. Nên là lô này em đang thanh lý theo một cặp lá 230.000 đồng một cặp. Còn lấy lẻ là 120, còn nếu lấy một cặp là 230.000 đồng một cặp nhá. Sau đây là hình ảnh của dòng thanh đạm Indo này. Đó, đẻ nhánh rất là khỏe và hoa thì thơm cực kỳ luôn. Dòng này hoa bền và hoa rất là thơm nhá. Mọi người có thể trồng từ 2-3 chậu thì thành một chậu khủng như thế. Khi mà ra hoa thì nó sẽ rất là khỏe. Đấy, cây nó chỉ thế này thôi. Đó, 230 một cặp. 230 một cặp. Em vẫn sẽ lựa những chậu đẹp trước đi cho mọi người nhé. Đây, em có 3 cái bó hài đuôi công. Đấy, còn 3 bó này, bán 120 một bó. Một bó thì đủ các bác một giò. Nói chung là hài đuôi công thì 120.000 đồng một bó. Em còn một số chậu kèn hoàng thảo kèn rừng Lào này. Em còn thứ nhất là hình 3K31 này. K31 gồm có 2 4 thân dài và 2 mầm nhỏ này. Hoa tím đậm nhé, 470.000. Hình này là hình K39, 460.000, gồm 4 thân dài và 2 ki nhỏ này, 460. Phía trên đây còn hai chậu này là chậu chậu này không có tên. Thôi chậu này không có tên thì em không quay nữa. Đây, còn chậu này nó là K33, 520 gồm có 2, 4, 6, 7 thân. Đó. Đây là kèn trồng thuần nhé. Trồng thuần dễ đã bám rất là khỏe và hiện tại đang lên ki này. Lên mầm rất là khỏe luôn. Đó, hàng này thì thoải mái các bác về thì nó yên tâm về cái độ khỏe của cây. Ngoài ra thì hiện tại nhà em đang bán cái dòng kiếm Taiwan 3. Đó, kiếm Taiwan 3. Hôm nay thì mấy bác gọi là chụp ảnh hàng chậu này nhưng mà bận quá cũng chưa kịp chụp cho các bác. Tí em có một số mã kiếm ở phía trong kia thì em sẽ quay phía cuối cùng nhá, mã kiếm. Còn giao lưu bữa hôm nay tách thêm một số chậu nữa để đăng bán giao lưu các bác mà bận chưa tách được. Mai sẽ tách thêm một số chậu nhá. Còn bác nào mà lấy nguyên cả chậu ấy, thực ra là giá thành em sẽ để là sẽ rẻ hơn. Bởi vì nếu mà tách ra thì có những cái măng này này. Măng này thì nó nếu mà mua cả chậu những cái măng này thì đa phần là em sẽ không tính tiền các bác. Và thứ nhất là nếu mà gửi đi thì nó khỏe hơn. Nghĩa là các bác về các bác cũng không phải sang giá thể. Đó. Những cái chậu kiếm này trung bình tầm khoảng 5-6 tép thì trong một chậu. Mọi người nếu mà thích lấy luôn cả chậu thì các bác có thể inbox cho em. Em sẽ báo giá nguyên từng chậu. Còn nếu mà lấy lẻ, em tách lẻ ra để các bác sưu tầm thì tí em sẽ quay từng mã kiếm mà hiện tại nhà em có. Và đây là kiếm Taiwan 3 nhé. Hàng này thì có mặt hoa rõ ràng rồi. Đây ạ, nhân tiện đây thì em quay luôn kiếm. Còn đâu tí em sẽ quay phần cuối cùng, đó chính là cái dòng đen rô nắng. Đó, hào. Cái kiếm này thì cái mặt hoa của nó thì là mặt hoa cánh bầu, rất là đẹp. Đây ạ, để em sẽ cho mọi người xem luôn cái mặt hoa của nó nhé. Hàng chuẩn mặt hoa luôn. Đây, mặt hoa cánh bầu. Đây là dòng Taiwan 3 nhé. Kiếm hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đây, những cái chậu này thì tách ra thì nó vừa túi tiền với các bác. Chỉ cần sở hữu một cái giò, một cái tép thôi là mình cũng có một cái giò kiếm mà mặt hoa đẹp để mình chơi trong khu vườn của mình rồi. Hôm nay em đánh thẳng sang là cái mã B. Mã B nhé, ký hiệu là B nhé mấy nhé. Hôm trước mã A thì đa phần là hết. Còn một số mã thì em đã đánh lại sang mã khác để dễ dàng theo dõi hơn. Đây là mã B1 này. B1 là một tép kiếm với củ rất là to. Đó, bản lá cũng rất là to các bác nhé. Đây, muốn tội cái lá này nó hơi bị tách một chút này. Đấy, nó lành vết thương rồi. Cái kiếm này em bán là 920. B1. Tiếp theo là B3. B3 là một hình 950. Đấy, hình này thì cây cao, dài, lá dài hơn. Và hiện tại thì đang có một măng rất là lớn. Một măng rất là to, 950 cái hình này. B3. Tiếp theo là B5. Dòng kiếm nó rất là khỏe luôn, dễ trồng lắm các bác nhá, dễ trồng. Cái giá thể chủ yếu của nó là giỏ vỏ thông bụn trộn với sơ dừa. Đấy ạ, hiện tại thì người ta đang trồng như thế và thấy đẻ khỏe, nhánh rất là khỏe. Đó, B5 này là một hình 950. 950 cái hình B5 này. Đó, rất là đẹp luôn. 950. B5 gồm một mầm, bản lá to và đang lên một măng này. Đấy, 950. Cái này cắt tách ra thì bọn em đã bôi keo liền sẹo rồi nhá, lành vết thương cho cây rồi.
Tiếp theo là B7. B7 là một hình 830.000. Một cây bản lá to này, 830.000. B7. Tiếp theo là B10. 680.000. 680.000. Đó. Tiếp theo là B12. 1.100.000. Đấy, một cây cũng cây mẹ bản lá cũng khá to và một măng. Cái này cũng phải rơi tầm gần một gang tay của em rồi. Đó. 1.100.000. Đây là B2. B2 780.000. Cái lá này nó hơi vạy một chút. Về các bác trồng các bác cố định bằng cái dây thít ấy. Tạo 780.000. Đây. Tiếp theo là B6. B6 là một hình 780. Đây, B6 là một hình 780 này. Và cuối cùng là B9 là một hình 630.000. Rất là đẹp, 630.000. Đây là dòng kiếm Taiwan 3 nha các bác nhá, Taiwan 3. Và em còn một số cây hồ điệp thanh lý, hàng ngày thì các bác đến tận nhà lấy nhá, đến tận nhà mua để chứ còn ship đi xa thì cái loại này nó hơi tốn tiền cước cho các bác. Đấy, hàng này thì em bán thanh lý 45.000. Mua 5 cốc tính giá 40, để hôm nay bán xả luôn thanh lý này. Và cuối cùng thì em sẽ dành thời gian cho cái dòng mà hiện đại mà em rất là hào hứng để giới thiệu các bác, đó chính là dòng đen rô nắng. Đen rô nắng hôm nay nhà em về có 17 loại đen rô nắng các bác nhé. 17 loại và hàng này là hàng phân mặt hoa cho mọi người rồi. Đây là để em làm một cái danh sách để cho mọi người có thể tiện theo dõi hơn về tên gọi cũng như là hình ảnh của dòng hoa đen rô nắng này. Hôm nay về số lượng nhiều. Đấy, thoải mái các bác đặt hàng bà lô hôm nay đẹp mứt luôn. Nói chung là hôm nay công nhận là cái hàng hôm nay nhà vườn người ta lựa cho em những cái cây mà rất là đẹp. Đấy, xanh mướt và dòng này nó là một dòng dễ trồng. Và em xin nhắc lại một lần nữa là dòng đen rô nắng dễ trồng này. Thứ hai là ra hoa quanh năm. Độ hoa của nó bền đến 2-3 tháng cơ. Và các bác kích hoa có thể chơi hoa Tết. Đấy, riêng dòng này thì rất là nhiều những ưu việt, đặc điểm, ưu điểm của cái dòng này mà đáng được các bác sưu tâm. Và giá thành nó rất là vừa phải chăng thôi ạ. Đấy, đen rô nắng hôm nay thì có 17 loại nhá, 17 loại em phân thành từng khu rồi. Các bác mà chưa sở hữu một cái bộ đen rô nắng mà nhiều màu ấy thì hôm nay thì các bác có cơ hội để mọi người có thể sở hữu rồi. Đó. Danh sách đen rô nắng nhà em hôm nay có những mặt hàng như sau. Đó. Tất cả những cái dòng đen rô nắng này thì trừ cái hai cái dòng đầu tiên. Đấy, hai cái loại đầu tiên đó chính là cái dòng lá biên phát tài và loại cây ba vàng ba đỏ, đây là hai cái dòng đột biến của dòng đen rô nắng, thì giá thành nó là 100.000 đồng một chậu. Còn tất cả những cái dòng còn lại, đấy, có những cây cao rất là cao to nhưng chỉ có giá là 80.000 thôi. Chỉ có 80.000 thôi, bán đồng giá hết các bác nhá. Và điều đặc biệt hơn là các bác lấy số lượng nhiều này. Mua từ 5 chậu thì em sẽ giảm bác 5.000 đồng một chậu, tức là mua từ 5 chậu sẽ được giảm là 25.000. Còn nếu mà mua từ 10 chậu ấy thì sẽ giảm 10.000, tức là mua 10 lại còn được giảm 100.000 cơ. Cái này thì coi như là hỗ trợ các bác tiền cước. Đây là mua 10 chậu trở lên các bác nhá. Mua 10 chậu trở lên là giảm 10.000 đồng một chậu, mua 15 chậu đúng rồi. Mua 15 chậu giảm 150, đấy mua 20 chậu là giảm 200. Đấy là coi như hỗ trợ các bác một chút tiền cước phí. Tại vì những cái hàng này gửi đi về em ấy nó tốn cước cực kỳ luôn. Rất là tốn cước. Đó. Cũng tốn cước lắm. Sau đây thì em xin điểm qua theo số thứ tự luôn nhá. Đây ạ, em có thứ nhất là dòng lá biên phát tài, thứ hai là ba vàng ba đỏ, thứ ba là quán long, thứ tư là bà liễu xưa, năm là robert hoa thơm, sáu là rồng xanh, bảy là cc white, tám là mắt rồng, chín là kinh ba, mười an ba xưa, 11 bò tím, 12 bò vàng, 13 rồng vàng, 14 thỏ đỏ, 15 nắng 4N, 16 anten và 17 bong lây. Đấy, bong đen. Đấy, có 17 loại đen rô nắng. Và hôm nay thì em sẽ đi qua chi tiết từng loại cây và phân loại cho các từng loại nhé. Và cho mọi người xem luôn mặt hoa. Đó, đây, danh sách như vậy. Mọi người có thể nhìn rõ tên mặt hàng cũng như là theo cái này nhé. Đó. Đầu tiên đó chính là cái dòng lá biên phát tài này. Hàng này thì hàng lần nào về cũng cháy hàng, nên hôm nay thì số lượng em ưu tiên nhiều hơn.
Cái dòng lá biên phát tài trông vậy thôi nhưng mà hút khách hàng cực kỳ. Cây không đủ để mọi nhà vườn người ta xuất ạ, không đủ để nhà vườn xuất, tại vì nó cứ lớn lên một chút là người ta đã mua về, người ta bán để cho khách người ta mua rồi ạ. Đó. Đây cái dòng này, cây của nó thì nó cũng có đây trung bình cũng phải đây 2-3 tép trong một chậu. Và lá biên này, những cái cây lá biên phát tài thì thông thường nó sẽ có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, đó chính là cái hàng nó có ý nghĩa phong thủy ạ, thu hút tài lộc đấy ạ. Đó. Loại này thì em bán là 100.000 đồng một cây. Và đây là cái mặt hoa của dòng lá biên phát tài nhá. Và điều đặc biệt hơn là cây cây này thì nó không chỉ là biên lá thôi, nó còn biên cả mặt hoa của nó cơ. Đó, đây là dòng lá biên phát tài này, hoa tuyệt đẹp đúng không ạ? Mặt hàng thứ hai cũng là một dòng đột biến nữa, đây là dòng ba vàng ba đỏ. Tại sao gọi như vậy? Bởi vì nó là dòng mà sen cánh của nó khi mà nó nở ra ấy, nó là dòng cánh sen kẽ giữa ba cánh vàng với ba cánh đỏ với nhau thì người ta gọi là ba vàng ba đỏ. Đó, đây là mặt hoa của nó này. Và đây là mặt hoa vừa rồi nở tại vườn này. Đấy, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Và loại ba vàng ba đỏ thì cây nó nhỏ thôi, cũng như là cây lá biên ấy, nhỏ nhưng mà nó lại có võ, giá tiền nó lại cao hơn. Đó. Và lô hôm nay thì cây nó mập hơn là những cây hôm trước, lô đợt trước rất là đẹp. Nói chung là lô hôm nay thì cây đẹp này. Đấy, ba vàng ba đỏ cũng là 100.000 đồng một cây. Chiều dài loại này cũng chỉ tầm khoảng 20 cm thôi. Đó. Đó, hôm nay về nhiều cái dòng ba vàng ba đỏ với lá biên, bởi vì hai hàng này em thấy là khá là hút lượng khách hàng. Đó. Lô hôm nay đẹp lắm nhá các bác nhá. Rất là đẹp. Chuyển sang bên đây thì em đi qua những cái dòng khác như là thế nào. Đây sang bên đây đi. Tiếp theo đó chính là dòng An Ba Xưa. An Ba Xưa. Đây là mặt hoa của dòng An Ba Xưa này, các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp nhá mọi người nhá. Cánh màu trắng và họng. Đây, An Ba Xưa hôm nay cũng rất là một cây rất là nhiều thân nhiều tép. Đó, nhiều thân nhiều tép. Đó, cây trưởng thành rồi. Và các bác lưu ý giúp em là hàng đen rô nắng nó giá trị nó cao hơn là cái dòng đen rô màu, bởi vì cánh nó mảnh mai hơn và thứ hai nó bay hơn. Đó. Nên là mình không thể là mình so sánh, và đặc biệt là cây trưởng thành và đừng nên so sánh với cái hàng cây giống làm gì ạ. Đó. Rất là khó để so sánh. Đó, rất là đẹp. Đấy là dòng An Ba Xưa. Tiếp theo thì em chuyển sang cái dòng hoa màu đỏ, đó chính là dòng Quán Long. Quán Long hay là Hoán Long. Hàng này hoa của nó cánh xoắn này. Cánh xoắn rất là đẹp. Đó. Cây này thì nó cũng nhỏ thôi nhưng mà cây đã đứng ngọn này, sắp tới nó sẽ được chơi hoa đấy các bác. Nó đứng ngọn rồi. Đó. Quán Long hay Hoán Long. Đây, cây kia để đang chuẩn bị có nụ hoa. Này. Đấy. Vừa nhìn thì có một cây chuẩn bị có nụ, còn đâu những cái cây này đa phần chưa. Nhưng mà em cứ giới thiệu tình trạng cây, cây nó đẹp là được, cây đẹp mướt là được. Đây là Quán Long nhé mọi người nhé, Quán Long đây. Mặt hoa đấy ạ. Tiếp theo là dòng Bò Tím. Bò Tím thì với cánh của nó là cánh xoắn rất là đẹp. Đây, đây là dòng Bò Tím này. Hoa Bò Tím này, cánh xoắn và màu tím rất là đẹp. Bò Tím hôm nay thì cây cũng khá là mướt. Đó. Đấy, cây hôm nay cũng rất là đẹp nhé mọi người nhé. Đây, Bò Tím ạ. Đó. Hàng hôm nay thì không thể chê một chút nào luôn các bác nhé. Bò Tím này. Tiếp theo nữa là cái dòng Bon Len. Bon Len là cái hàng mới về. Hôm nay này có mới xuất hiện cái dòng Bon Len. Đấy, cái mặt hoa của nó cánh cũng bầu rất là đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, Bon Len đây. Cây tơ đẹp. Đây là Bon Len này. Đó, tình trạng cây Bon Len. Và các loại cây em lưu ý một lần nữa là chiều dài các màu thì nó sẽ không đồng đều nhau. Tức là đối với cái dòng Quán Long này thì cây nó thấp này, nhưng cái dòng Quang Bon Len hoặc là những cái dòng như là Kinh Ba này thì cây nó lại cao hơn. Đấy, để mọi người có thể lưu ý nhá, chứ không về thì các bác lại bỏ cây này nhỏ, cây kia lớn. Mình thì có thể so sánh các cây trong cùng một màu chứ không thể so sánh các cây khác màu nhau được. Đó. Tiếp theo là cây này là cây Kinh Ba. Đấy, mặt hoa của Kinh Ba đây. Đó. Đẹp quá cơ các bác. Đó, Kinh Ba này. Đó, đây. Cây hôm nay về cũng rất là đẹp. Với một số cây thì đang có nụ, một số cây thì chưa. Nhưng mà hàng đẹp thật. Tiếp theo nữa là dòng Bà Liễu Xưa. Bà Liễu Xưa hôm nay thì hoa. Hàng này thì lúc nào cũng cháy hàng. Em sợ là không đủ hàng để trả khách này. Đấy, Bà Liễu Xưa đây. Đó, cánh bay rất là đẹp nhá. Đây, lô một số cây có hoa, một số cây thì chưa. Đấy, Bà Liễu Xưa này. Đó. Hôm nay các bác không đặt dendro thì hơi phí luôn. Tiếp theo là dòng Bò Vàng ạ. Bò Vàng. Đây là mặt hoa của dòng Bò Vàng này, mọi người này. Đây là mặt hoa của Bò Vàng đấy ạ. Đó. Đây, cây của nó thì nùn và cây của nó như kiểu cây rụt rụt đấy. Đây, cây Bò Vàng đây. Đây, cây Bò Vàng nhá. Tiếp theo là dòng Thỏ Đỏ. Hôm nay thì về một cái hàng mới đó chính là Thỏ Đỏ.
cánh của nó cánh cũng khá là bay và sắn. Đây, cánh đây là thỏ đỏ này. Đó, đây là mặt hoa của thỏ đỏ nha mọi người nhá. Đây, đây cây của nó đây. Cây tơ đẹp. Nói chung là hàng đẹp. Tiếp theo, hôm nay về thêm một mặt hàng nữa. Ngoài rồng xanh thì hôm nay về thêm cả rồng vàng nhá. Đây là rồng vàng này. Đấy, mặt hoa của rồng vàng đây. Hoa rất là sai hoa và đây là màu vàng. Đấy là rồng vàng nhá. Đây là mặt hoa của rồng vàng này. Và tình trạng cây ạ, cây tơ cũng đẹp. Tiếp theo nữa thì đó chính là anten. Anten ở phía trong kia. Đây là mặt hoa của anten đây. Mọi người ơi, mọi người có thể tham khảo qua hình ảnh sau đây nhé. Đây là mặt hoa của anten này. Đấy. Ở phía sang ra ngoài đây thì em còn một số loại nữa giới thiệu các bác. Đó chính là CCY. Hôm nay thì về thêm một lô CCY. Mặt hoa màu trắng tinh. Dạ, đây là mặt hoa của CCY này. Đó, màu trắng tinh khôi rất là đẹp. Đó, CCY. Và bên đây là nắng 4N này. Nắng 4N. Nắng 4N. Đây, nắng 4N. Xem nào, cái hình ảnh nắng 4N. Không biết là em có ảnh của nó không. À đây, đây là nắng 4N này. Đó. Cây nắng 4N thì cây lúc nào nó cũng cao mập hơn những cái cây còn lại nhá. Đây, còn đây là cái dòng Robert hoa thơm này. Robert, trời ơi, Robert mập ú luôn các bác ạ. Đó, Robert hôm nay rất là đẹp nhá. Một cây 80.000 nó thật rất là xứng đáng luôn các bác nhìn này. Bình thường thì các bác mua cái hàng cây giống nó bé tí tí đã là 20.000 rồi. Cây này thân mập ú vậy chỉ có 80.000 thôi. Và Robert thì là mặt hoa rất là đẹp. Và hoa thơm nhá, siêu dòng này hoa thơm này. Đây mặt hoa của Robert đây. Đó. Nhìn đẹp mê luôn. Mà các bác muốn xem chi tiết mặt hoa ấy, tối nay em sẽ up lên trên cái trang fanpage của em nhé. Em có một cái trang fanpage là Lan Rừng Hoàng Nhung Hải Dương. Đấy là trang Facebook. Mọi người có thể lên đấy, em sẽ up cho các bác mặt hoa, tình trạng cây cũng như là mặt hoa nhé. Và đây là cái rồng. Đây là rồng, nãy là rồng vàng, còn đây là rồng xanh. Nãy em cho mọi người xem là rồng vàng, còn đây là mặt hoa rồng xanh nhé. Đó, rồng xanh thì cánh nó màu xanh hơn, xanh cốm. Còn rồng vàng thì hoa nó màu vàng hơn. Đó. Và tiếp theo nữa đó chính là cuối cùng. Hôm nay cuối cùng đó chính là cái mắt rồng. Mắt rồng hôm nay thì cây của nó rất là to. Xem nào. Đúng rồi, mắt rồng. Mắt rồng hôm nay cây to, đẹp. Đây, đẹp. Đó. Và tổng hợp vừa rồi là tổng 17 loại dendro nắng em vừa giới thiệu với mọi người. Nói chung là dendro nắng này thì các bác có thể là chưa có mặt hàng nào mình đặt một bộ cũng được. Còn nếu không thì các bác có thể là đặt tùy các bác thích lấy loại nào thì bên em vẫn ship cho các bác loại đấy nhá. Và hàng này thì các bác mua số lượng càng nhiều thì giá thành các bác sẽ được càng rẻ. Đó. Và các bác có thể mua chung. Đó. Ngoài những cái dòng dendro ra thì nhà em cũng còn cung cấp thêm cả những dòng vật tư phân thuốc. Hôm nay thì thôi em cũng sẽ dành một chút thời gian cuối để em giới thiệu dòng vật tư phân thuốc nhé. Bởi vì những cái dòng vật tư này thì nó là những cái dòng rất là cần thiết cho hoa lan. Đầu tiên thì em vẫn có di xanh là 60, di đỏ là 70. Bên đây thì có N3M là 20.000 này. Kích rễ của Thái là 70.000, Exotic, còn cái này là N3M, kích rễ của Việt Nam. Phân bón lá 3 chỉ số đồng đều 20 này. 30, 10, 16, 30, 30 đều là 25.000 đồng một lọ. Đầu trâu có 3 chỉ số 501, 701, 901, 25.000. Terasort có Terasort 4, cái này là siêu to rễ, 25.000. Terasort Folia, cái sản phẩm này là sản phẩm siêu to lá, 25.000. Còn dưới đây là Root 2, sản phẩm Root 2, 40.000. Tiếp theo là em có cái phân đạm cá là 30.000 đồng một lọ. Đây là cái Ogre Home, 30.000 đồng một lọ. Siêu mập Ki F1, 80.000 đồng một lọ. Decamon, 65.000 đồng một lọ. Sản phẩm này sản phẩm kết hợp với Super Thai và Acid Humic 322. Bộ 3 sản phẩm này kết hợp quá là tuyệt vời và rất là hiệu quả. 65.000. Super Thai cái loại 50ml là em bán 100 này. Còn cái loại ở trên kia là của Mỹ là 230.000. Còn một sản phẩm nữa, mức lưu lượng là 120ml thì là 330. Sản phẩm đấy thì chuyên dùng cho nhà vườn thì nó dôi hơn. Bên kia thì em có cái phi san dạng lọ đặc trị thối nhũn 55.000. Dưới đây thì có Olicit này, sản phẩm trị các bệnh do nấm gây ra này, 40.000. B1 có B1 thường. Đây B1 thường này là 40.000, cái lọ to này. B1 Thái là 40.000, B1 Mỹ ở trong kia là 50.000, B1 Mỹ.
Sản phẩm của Ngọc Linh thì em có cái sản phẩm chống thối nhũn cũng như là kích rễ cực mạnh, 85.000 giá niêm yết trên bao bì. Phân bón thông minh, đã hiện tại thì em đang có cái phân bón thông minh này, đang mọi người khá là quan tâm. Đã, cái sản phẩm phân bón thông minh có kiểm soát này, thứ nhất là cho cây trưởng thành chỉ số 22, 10, 30.000. Còn loại nữa là chỉ số này là chỉ số cho cây con 310808 cho phong lan con cũng đồng giá 30.000 nhé. Đấy, viên phân bón thông minh. Nano đồng là 30.000. Nano bạc thì có hai loại. Thứ nhất là nano bạc đây, lọ này là 35. Còn cái sản phẩm nano bạc của Hùng Nguyễn này thì là 30.000. Atonic là 10.000 đồng một gói, mua 10 gói tính giá 90.000. Cái Ami Green tốt rễ bật mầm, cái này trồng giải độc chống sốc cho cây cảnh này, cái này em bán là 40.000. Keo liền sẹo vĩ là 50.000 đồng một lọ này. Vitamin B12 chống sốc cho phong lan 50.000, cái lọ này là lọ chai lớn nhá. Chai nhỏ thì em bán 25 thôi, nhưng mà cái này mức lưu lượng nó nhiều hơn thì là 150.000. Ở Bencona 25.000 đồng một lọ, Bencona. Tiếp theo thì em có cái siêu lân. Đây, siêu lân đây, siêu lân là 10.000 đồng một gói này. Siêu kali là 15.000 đồng một gói. Tinh dầu thảo mộc là 90.000 đồng. Rooting Power, cái sản phẩm này của Mỹ này, cho Tech Chicky này, 230. Có B1 thái, cái lọ 1 lít này, 150. Đây, cái lọ 1 lít này. Diệt C là 15.000 đồng một gói. Diệt kiến, kiến kia là 5.000 đồng một gói. Ridomingon là 50.000 một gói. Chị Thám Thư này. Fendona trị diệt kiến này, cái này 15.000 đồng này. Kinkinbun trị thối nhũn này 50.000 đồng. Kinkinbun. Vua phong lan em bán là 10.000 đồng một gói vua phong lan. Thẻ tên là 100.000, à quên, 60.000 100 thẻ. Nấm chico để ma, gói nấm này 15.000 đồng một gói này. Stunner 20.000 đồng một gói Stunner. Sữa thái, cái này em bán ở nhà thôi nhá, chai thủy tinh thì không gửi đi được. Còn đâu là cái acid humic 322 này, 120, lọ 1 lít. Đây ạ, viên nén Kali này, sản phẩm của anh Tư này, 60.000 đồng một túi 1 cân. 60.000 đồng một túi 1 cân, còn cái gì nữa không nhỉ? Đây, có cái sản phẩm này, chị ốc này, 10.000 đồng một gói, cái sản phẩm này. Phía trong đây thì em có, thứ nhất là túi lưới. Túi lưới thì em vẫn bán một bó này là túi lưới đựng phân là 20.000 đồng một bó này. Còn các bác lấy cả một bó to này là 1 cân này là 170.000. Tại bình thường bán này là 20.000 một lạng. Đấy, 170.000 cái bó to đấy. 1 cân đấy ạ. Đây, còn cái bó này 1 lạng, 1 thì là 20.000. Phân thì các em có cái phân Nhật này là 140 một cân. Phân Mỹ kia là 150. Đây, hàng này em nhập nguyên cả một bao này. Về em sẽ tách chiết ra, các bác lấy vài lạng cũng được. Vỏ thông, có vỏ thông to này là 30.000, à quên, 20.000. 20.000 cái vỏ thông to. Phân dê là 20.000 đồng một túi đã qua xử lý này. 20.000 đồng một túi 1 cân, phân dê đã qua xử lý. Pseudomonas 130.000. Pseudomonas. Ra bên ngoài đây thì em có cả cái vỏ thông nhỏ. Vỏ thông nhỏ cũng 20.000. Đây, túi lưới lót chậu 20.000 đồng một bó. Đây là lưới lót chậu. Rồi rêu rừng, rồi là sơ dừa vụn. Đấy, cái bình này thì các bác có thể đến tận cửa hàng mua bình tưới phun này 50.000 đồng một bình này. Đó, cả những cái chậu nhựa, chậu gỗ cũng có thôi nhá. Đó. Buổi tối hôm nay thì app update tạm thời những mặt hàng như vậy. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Xin chào và gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo nhé. Rất là mong cảm ơn và mọi người đã luôn luôn ủng hộ ạ. Xin chào và gặp lại.